chung nồi, ngồi chung hướng. Từ tướng ăn có thể đoán biết rất nhiều điều về một con người, nhất là về số mệnh giàu sang hay nghèo khổ. Mỗi người chúng ta thì đều có ngoại hình không có giống nhau, tướng ăn cũng có phần khác nhau. Có người thì ăn thanh cảnh, nho nhã, có người ăn uống thoải mái và cũng có người thì ăn thô lỗ. Từ tướng ăn của mỗi người có thể đoán biết về tiền đồ của người đó ra sao, giàu có hay nghèo hèn. Và trong tập ngày hôm nay chúng ta cùng đi khám phá về tướng ăn nói nên điều gì nhé. Thứ nhất, đó là người có tướng ăn quá nhanh. Nếu mà xét trên phương diện khoa học thì nếu ăn quá nhanh thì dạ dày không kịp phản ứng. Đợi khi dạ dày phát ra tín hiệu ăn đã no đến não thì có phần muộn màng và trong vô thức bạn đã ăn quá nhiều hơn so với nhu cầu của cơ thể mình. Ăn quá nhanh ở đây là nói tới tốc độ ăn bình thường của bạn, chứ không phải là trong trường hợp có việc gấp cần làm. Và xét đa số các trường hợp thì những cái người mà có tướng ăn như vậy, đa phần thời thơ ấu cha mẹ ít có thời gian dạy bảo. Ngày đi học thì bận rộn học hành, khi đi làm thì vật lộn để mưu sinh. Chính vì thế mà người có tướng ăn quá nhanh thường xuất thân từ gia đình không có điều kiện, xong lại có ý chí, có thể tự tay làm nên sự nghiệp. Song tính tình có phần nóng nảy, không đủ kiên nhẫn nên không thích hợp để theo những cái nghề cần sự nhẫn nại hay tiến hành đầu tư lâu dài. Thứ hai, ngược lại với người có tướng ăn nhanh, đó là người ăn quá chậm. Người có tốc độ ăn quá chậm tới mức mà mọi người cùng ngồi đã ăn xong hết mà bạn vẫn cứ đang chậm rãi nhai thì bất kể các bạn có xuất thân như thế nào, hồi nhỏ bạn cũng đều được cha mẹ, ông bà cưng chiều hết mực. Hoàn cảnh như vậy cho thấy rằng thường gia đình bạn có kinh tế tương đối khá, sức khỏe của bạn thời bé cũng không được tốt cho lắm, hay ốm, đau bệnh vặt. Người ăn quá chậm phần lớn là người có thể chất kém, hay dựa dẫm vào người khác, luôn cần được sự chăm sóc, cũng ngây thơ và dễ bị mắc lừa. Tài lộc của bạn không tới nỗi nào, nhưng lại không có khả năng để quản lý tài chính. Cho nên bạn nên học cách chi tiêu cho khoa học, cũng đừng quá tin người, kẻo trao hết tài sản vào tay kẻ khác. Tướng ăn thứ ba là ăn mà phát ra tiếng động. Khi mà nhai, khó để có thể không phát ra tiếng. Nhưng mà để lịch sự thì cha mẹ chúng ta thường dạy rằng khi ăn không nên nhai chóp chép. Và trong nhân tướng học cho rằng ăn mà phát ra tiếng động quá lớn thì giống như tướng ăn của lợn, là giống ăn tạp và lười biếng, ngốc nghếch. Những cái người mà có tướng ăn này thường không thể gánh vác được những cái trọng trách lớn ở trên vai, cũng không có ý chí gì lớn lao và năng lực cũng tầm thường, khó thành đại sự. Kiểu thứ tư là ngồi ăn không yên, ngó đông ngó tây. Đây được gọi là tướng ăn của chuột, bởi chúng thường không an tâm mà mắt cứ phải nhìn láo liên xung quanh để đề phòng bị đánh đuổi. Người có tướng ăn như vậy thì đa phần tính khí đa nghi, không được trầm tĩnh, cảm xúc thay đổi lên xuống thất thường. Họ khó có được cảm giác an toàn trong chuyện tình cảm và thường hay nghi ngờ đối phương. Hai người thường xuyên vì chuyện này mà tranh cãi không thôi, đa nghi nên họ cũng hay để mất cơ hội kiếm tiền, mãi đắn đo suy nghĩ mà để cho thời cơ trôi qua trước mắt. Thứ năm là ăn uống hay bị rơi vãi. Tướng ăn này được gọi là tướng ăn của gà, vừa ăn vừa để rơi vãi thức ăn lung tung. Có khi chỉ ăn một bữa cơm thôi nhưng mà xung quanh vương vãi biết bao nhiêu đồ ăn. Những người như vậy thì thường không biết trân trọng tình cảm, để tới khi người ấy rời đi rồi thì mới tiếc nuối không thôi. Họ làm việc cũng thiếu khoa học nên dù bận rộn nhưng mà kết quả thu được cũng chẳng là bao. Kiểu người thứ sáu, ăn chậm, nhai kỹ. Đây là một tướng ăn được ví như của trâu bò, luôn chậm rãi, từ tốn, rất nhẫn nại. Tương tự thì người này cũng có khả năng kiềm chế rất là cao, kiên nhẫn và bình tĩnh trong mọi tình huống, có nghị lực và ý chí để làm nên nghiệp cơ nghiệp. Trong tình cảm, họ là người khá là đào hoa và rất dễ lọt vào mắt xanh của người khác giới. Tuy nhiên thì tính cách trầm tĩnh nên họ cũng khá mất thời gian trong việc lựa chọn người thích hợp. Xong để chọn được ai là sẽ chung thủy với người đó và có được tình yêu đích thực. Kiểu thứ bảy đó là ăn miếng to và ăn nhiều. Tướng ăn này được ví là tướng ăn của hổ, của chúa Sơn Lâm.
Khi ăn lượng thức ăn rất nhiều nhưng cũng được giải quyết rất là nhanh và miếng ăn lớn, cảm giác rất ngon miệng. Điều này thể hiện bản tính chiếm hữu rất mạnh, tính điều khiển, chi phối cảm xúc của người khác. Họ có tố chất lãnh đạo tương đối tốt, là người phóng khoáng và có khả năng nhìn xa trông rộng. Tuy nhiên thì nên học cách lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người. Trong chuyện tình cảm, do ham muốn khống chế đối phương quá lớn nên họ khiến cho một nửa của mình cảm thấy ngột ngạt trong mối quan hệ của hai người. Và nếu như không giảm bớt cái tôi cá nhân và ham muốn sở hữu thì bạn có thể sẽ mất đi người mình yêu. Tướng ăn thứ 8 là ăn không tập trung. Đây là một tướng ăn của ngựa. Khi ăn uống không đủ tập trung tinh thần, những đồ ăn nước thường đổ ra ngoài. Người này làm việc lơ là, tâm hồn treo ngược cành cây và khó có thể đảm nhiệm việc lớn. Khi nói chuyện yêu đương, họ cũng không biết cách nhìn người và dễ bị bỏ rơi. Kiểu thứ 9 là ăn mà để lộ răng. Có nhiều người khi nhai thường há miệng và để lộ răng. Và xét trên nhân tướng học thì khi ăn nên khép miệng để nhai. Người như vậy có tính cách hài hòa và dễ giao tiếp. Nhưng nếu mà ăn mà đảo qua đảo lại, nhai nhồm nhoàm thì đó rất có thể là người ích kỷ, bạc bẽo, không có lương tâm. Người ăn mà để cho môi trên vểnh lên, răng lộ ra dưới ánh mắt của người khác thì cuộc đời sẽ chịu nhiều khó khăn, vất vả, nghèo khổ chứ không được giàu sang. Thứ 10 là người mà có tướng ăn ngồi nghiêm chỉnh, ngay ngắn. Tư thế ngồi ăn đàng hoàng, đĩnh đạc, ngay ngắn nghiêm chỉnh thường là tướng giàu sang phú quý, cuộc sống thư thái an nhàn. Ngược lại, nếu mà ngồi ăn mà khom lưng cúi đầu thì là tướng vất vả, suy nghĩ cực đoan. Ngoài ra, khi nhìn vào sở thích ăn uống của một ai đó cũng có thể đoán biết phần nào về tính cách của họ. Giả dụ như người thích ăn đồ thanh đạm là người rất chú trọng tới mối quan hệ xã hội, là người cởi mở thân thiện, không thích đơn độc làm việc một mình. Hay thứ hai là người thích ăn những cái đồ ăn ngọt thì tính tình sẽ nhiệt tình, sôi nổi, thân thiện, dễ gần nhưng có phần yếu đuối và nhát chết. Thứ ba là người thích ăn đồ cay là người ưa tư duy, có chính kiến riêng của mình, song thích nghe lời, nói ngọt, có tật kén chọn. Tư là người thích ăn đồ luộc, hầm thì tính tình sẽ ôn hòa, dễ bắt chuyện với người khác, có trí tưởng tượng phong phú, song không thực sự mở lòng, không thích thể hiện bản thân. Năm là người thích ăn những cái đồ hấp thì tính tình sẽ hiền lành, không dễ bị kích động. Thứ sáu là người thích ăn những cái đồ sống, đồ nguội thì sở thích đặc biệt với thiên nhiên, thích cuộc sống tự do, tính cách kiên cường, song không thích thể hiện bản thân, không dễ tiếp cận. Bảy là người rất thích ăn cơm, là người sống lạc quan, có phần AQ, tự lên dây cót tinh thần, rất thoải mái với mọi chuyện nhưng không thích giúp đỡ người khác cho lắm. Thứ 8 là người rất thích các món miến, là người có tài ăn nói, song dễ bị dao động và ý chí không có kiên định. Thứ 9 là người thích ăn đồ nướng thì thường là khá chuyên tâm, có ý chí vững vàng, có tinh thần cầu tiến, song tính tình có phần nóng nảy, nhạy cảm, thích đưa ra ý kiến nhưng đôi lúc vẫn thiếu quyết đoán.